sử dụng cho bà con sử dụng đi rừng ở nha, ở chút gặp hú rừng lắm. Đi sử dụng đi là bây giờ 21:30 rồi, giờ có rảnh thời gian mới đi sử dụng. Bên là cảnh rừng nè. Các mọi người thấy không? Đó, đi ở trên đồi núi ha. Đó, ở rừng này là nhiều loại thú ha. Rồi có nhiều con như chẳng hạn như nai, hu, rồi chồn, nhím, đủ thứ. Ở đây là không cho săn thú nên thú đây nhiều lắm. Đó, mọi người thấy không? Đó, dòm ghê. Nên giờ đi phải cẩn thận, sợ cọp nữa. Đó, mọi người thấy không? Đó, đây là rừng nè. Bà con thấy ghê. Ở đây, nhưng mà người Mỹ nó thích ở gần rừng. Gần rừng đi nó coi mấy con thiên nhiên. Đó, mọi người thấy không? Đó, cây cối rất là đẹp, rất là đẹp nè. Này, nhà nó ở trên đồi rồi nè. Đó, nhà nó ở trên đồi rừng nè. Các bạn thấy không? Mỹ thích gần thiên nhiên hơn. Đó. Mỹ đi có thế nào gặp à? Thế nào đi cũng gặp à? Thế nào đi dùng cũng gặp à? Đó, mọi người coi, mọi người khám phá nha. Đó, khám phá mọi người con biết. Bây giờ mọi người thấy nè, ở ngoài rừng nè, ở đây đủ thứ loại nè, gấu cũng có nè, gấu màu đen á. Đó, mọi người thấy không? Đó là đèn nè. Đó, mọi người thấy không? Đi đi qua đó hả? Đó đèn nè, qua cái đó. Giờ không dám đi gần bên đó. Đó, giờ bà con dọc xe Mỹ đó đi nè. Mỹ đi xe cao vô. Cao Mỹ xe cao, Mỹ đi xe bự vô. Sắc á. Đó. Nè mọi người thấy chưa? Nè đi ấn đó đó có con thú này dạy gà heo con gì vậy? Con nhũ chạy qua bự vô. Trồn hả? Bự vô. Trồn hả? Ok. Yeah, this year only baby with later. Ghê vậy? Yeah. Đó bà con thấy con be là con gấu á. Ở đây có con be, nhiều con be nó đi ra đây lắm. Nó ra có khi có con 500 sao là khoảng chừng 250 xíu Việt Nam mình. Rồi. Đó mọi người coi mọi người. Giờ đi nào quá. Mấy con tròn bự chưa, phải tròn không? Tròn. Bự thiệt chứ. Con tròn đây bự dưa. Rồi. Dạ. Khu apartment là nhà thuê nha. Đây, khu này là khu nhà thuê á. Ủa thuê đây là một căn là bao nhiêu tiền một tháng? Cái căn đó là hai phòng thì tầm 1,400, 1,700, 1,600 một tháng. Rồi, 1,600 tháng sao người ta không mua trả góp mà ta phải trả gì? Anh ơi, do cái khe định. Vâng, khe định sao không đủ tiền mà đi mua nhà trả góp không? Người ta có tiền nhưng mà cái khe định người ta ít không có, người ta không đủ đi. Rồi, không đủ đi mua không? Nhưng mà thật sự người ta vẫn có tiền. Rồi. Ở đây thôi, nhà hơi và đẹp chứ, giống nhà trọ không? Giống nhà trọ ở bên Việt giống Nam. Nhà, bên Việt Nam mình thuê nhà chung cư. Đây đúng chung cư đúng rồi. Đúng rồi. Nó cũng có chỗ để mình ra mình nướng đồ ăn, mình ăn. Nó cũng có chỗ công đúng viên rồi. Cho trẻ con. Đây là có điều công viên trẻ con chơi nè. Đầy đủ nè bà con. Nó cũng rồi. Có phòng tập thể dục. Đó, đó. Đó, bên đó cái bàn thường thường người ta nướng đồ ăn, người ta đưa đó người ta ăn. Ủa một căn như vậy là bao nhiêu phòng mà? Hai phòng thôi, 1,000+ tháng. Dao động từ 1,300, 1,400, 1,700. Rồi. Cái chị mà làm cho tiệm neo thất á, chỉ thuê là 1,750 một tháng. Chị thuê đâu? Chị thuê cũng vòng vòng khu này, đi băng qua bên kia, khu này nó rộng lắm. Khu này chúng mà băng qua kia về được phải không?
hồi nãy luôn như băng đó, đây là rộng ghê. Ở đây đi thể dục cũng ngon nữa. Còn đây là cái gì? Cái này cái office của nó. À, đó mọi người thấy không? Cái chỗ là để nhưng mà mình đâu có được vô đâu. Biết rồi. Mình đi thăm quen hoài thôi. Đó mọi người thấy không? Bây giờ nó mở cửa nè. Nó close. Còn mấy cái kia thì nó mở cửa vô. Đây họ dắt chó đi thể dục. Ôi, nó vô phải có gì phá hả? Không anh, cái đó là để chó nó đi vô, trong đó nó chơi cái gì, để cho trẻ con chơi riêng, để cho chó nó vô chơi riêng. Bên này con thú nó như người ta, mình vậy đó, cái khu để cho nó vô nó chơi, nó vô trong đó là khu đó riêng. Hồi nãy gặp trồn bự ghê. Bên đây là pháp mạnh nó đẹp hơn. Bên này đẹp ha. Ở bên Việt Nam nó không có sợ chó. Được rồi. Đẹp chưa? Ở đây ở lúc nào cũng ok cho người xe lăn ha. Ok cho mấy người xe lăn ha. Chỗ nào nhà nào cũng để bảng xe lăn ha. Đây đẹp ghê vậy. Khu này khu thuê, nhà thuê mà đẹp thì. Này của công nhân hay chính phủ cho thuê à? Này công nhân chính phủ. Anh nghĩ cái này của công nhân. Vâng. Cái chính phủ là người ta cái cái housing, cái housing, cái dãy bên đồi á, cái dãy bên đồi gần bìa rừng. Còn dãy này người ta build lên hàng ngày. Cũng vô đa số người ta cũng vô đây. Thuê người ta ở, có người ta ở tầng dưới, có người ta ở tầng trên. Ôi nó cho thuê nhiều phòng phải không? Nhiều không, có người ở tầng dưới. Mà ở gì mà nó mít lòng à. Sợ tài sản rồi mình để. No, Mỹ đâu có ai giữ tiền trong nhà đâu, anh đâu ai giữ tài sản trong nhà. Người ta ra cái xe bó cái hộp an toàn ở nhà ấy. Còn bên đây những cái kho người ta muốn người ta bỏ đồ trong đó. Chứ mình quẹo ra hay mình quẹo lại? Mình quẹo ra. Ra không? Đây đẹp ghê mọi người. Đó mọi người thấy không? Đây, đây cỏ đẹp ghê. Đang đi mà, bây giờ là 21 giờ. Đây, xe hay ấn. Thì xe ghê. Xe những xe mà Mỹ sản xuất màu ban đêm nó bóng ghê. Bóng liền. Này của Hàn Quốc. Mà nó bóng ghê, xe hàng nhập. Hàng Mỹ là nó ấy. Để đi thăm cáo đi dục tham quan sẵn quay cho mọi người xem. Hôm nay nãy mấy chiếc xe này ở bên Việt Nam xe mới là mắc tiền quá. Xe đã làm bánh chạy rồi mua mấy xe cũ. Đúng rồi. Nhưng mà chạy cũng khó hư. Đó mọi người. Đẹp không mọi người? How are you?
Giờ anh giờ nó thấy anh biết ông nó người gì mãi không? Dạ. Giờ mãi lông mũi nó không có cao không? Mỗi lông mũi nó không có cao, mập mập không à, tròn tròn. Nhưng mà anh Hải không biết Mỹ trắng nó thích những cái người rặt ai dầm. Mũi không cao, mắt một mí, rồi da ngăm nó thích vậy. Vì Hàn Quốc rồi. Em có mấy người bạn Mỹ trắng em hỏi nó. Nó Hàn Quốc rồi. Nói em là giống như mày giới thiệu cho tao bạn gái. Mà có lựa những người như vậy đó. Không có lựa những người mà giống người của nó, không thích. Nhưng mình đi đường nào quẹo qua đó không? Mình vô bìa rừng xong mình từ từ anh đi coi chừng gấu nó ra chừng gấu ra không? Dạ. Nhưng mà bên đây nó cũng hiền lắm. Bây giờ tối nó ra tại được được bảo vệ. Ở đây người ta thấy bắt đầu người ta gọi tới. Rồi anh xét tới không cho nó? Chứ gọi ở Kiểm Lâm rồi như kêu kêu Kiểm Lâm rồi. Chó đi lạc sáng cái bà bấm chuông vòng vòng bà hỏi nha, tụi bay có thấy con chó tao không? Tí thấy ba hai xe cảnh sát chạy luôn nha. Bà báo bà không có nói là con chó mất tích, bà báo là bà bị mất bé bi rồi. Bị mất bà bi gách xong rồi vô. Ở bên đây con chó cũng quan trọng đó. Bà nói chuyện nãy giờ chưa xong rồi. Nó mình đi về. Về. Hôm mốt dẫn con Trần qua đây chứ được con Trần cho. Con Trần sao qua được? Không phải mua bà qua đâu. Xin đi xa. Qua không được nữa chứ ông anh là để chúng nói. Ông khá lắm. Ông đi xin mấy lần thì sao mấy lần không rớt. Mà ông đi mấy nước gì cho Âu rồi. Cada hồi đó ông quay ông đi vào phóng vắng không hỏi anh đây trước anh biết mà không hỏi anh ông đi Cada được Úc rồi được hết mà châu Âu đều được hết mà con cái ông dở cái không trước khi đi cũng không nói anh thưa chị anh phóng vắng anh biết cái đây mà mùa đông mà biết xuống khu này đẹp anh biết hồi xưa mà hồi nay đồ là dài rộng á thôi nãy đầu vô đây nè vượt nguyên rừng cây này để tan luôn vượt nguyên rừng cây ở đây hả đẩy cây bay lên luôn nè nhưng mà nó tan tại vì cây nó nhiều quá nó không có vô cái khu nhà dân mà nó tan nguyên rừng cây này vì đã đỡ chỗ mình phải không đi thể dục giờ gần 22 giờ rồi. Từ xưa đi quẹo về hay đi theo anh được chứ luôn. Em muốn sao? Mệt hả? Anh đi nổi em đi. Mệt quá. Em không mệt. Thôi anh sẽ mệt thôi chứ anh đi rồi cái nào cũng một khỏe rồi. Thôi vậy đi vòng đi cho nó khỏe. Đi vòng hết rồi. Rồi đi làm về trễ giờ đi thể dục cho nó ấm bớt. Ăn quá. Quá. Đó, mọi người không hay. Đợi đừng. Đây dễ dục mà hơi đi nghe qua rừng. Đó, hai bên đều rừng nè. Cái con thỏ mà bự bự con bắp đùi anh ra cái là muốn xỉu luôn. Hay thỏ đi bữa hôm anh thấy cả bầy. Nó lọt vô gà ra nhà hoài. Ở Việt Nam là mình ăn hết rồi, thỏ rừng họ thích ăn lắm, thỏ rừng có nuôi không thích, thỏ rừng là ngon rồi, thỏ rừng thường thỏ xám đúng không, lông màu xám. Ở đây không ai ăn đâu, ta thấy con rắn, ta con không dám đập được. Nhiều khi mưa nhiều quá, cái thỏ này với xăm tham có con rùa nữa, nó không phải như con rùa đâu, ngày mai anh hỏi chơi sành á. Kể cái khuôn chơi sành á, hải một khúc bánh mì xuống, mấy lát bánh mì xong rồi đó, hải xuống là bắt đầu rùa ở đâu á, có như con rùa vậy mà không biết đó là con cua đinh hay con bảo lan hay con rùa, mà nó lại ha khoảng chừng mấy trăm con vậy. Ghê bự không? Bự, con nào cũng lấy cỡ cái thau vậy nè. Mấy giờ rồi?
9:36 còn sớm. Đi sớm. Khi nào anh đi hết nổi em? Không, 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 anh phải hết rồi. Anh đi mấy cây số rồi. Anh đi một ngày anh đi có 10 cây số ở nhà vòng vòng. Dù ở khu dân cư này có 10 cây số. Đi mà một ngày đi 2 vòng vòng. Anh đi được chơi cái tim. 1 vòng cây số. Cái tim mình nó tốt. Anh chơi. Nó tốt cho cái tim. Rồi. Đó, bà con rừng nè. Trời, nhiều lắm ấy. Đây là bên đây là Mỹ, bên đây là nhà của Mỹ nè bà con. Đó. Bên một bên rừng bên là nhà. Không biết tại sao mà Mỹ trắng nó thích ở những cái khu gì không? Dạ. Không thích cái khu đông. Đúng rồi. Thích những cái khu đồi. Im đêm không? Đồi núi. Những khu trẻo là Mỹ nó thích ở. Đúng rồi. Còn thường người Mỹ đen á, người ta thích ở mấy cái downtown, mấy cái thành phố lớn á, công nghiệp. Mỹ đen cũng có nhiều nhân tài lắm nha. Người ta giỏi, cái người mà ta chịu làm thì cũng chịu dữ lắm. Nhưng mà thường ta thích ở những cái thành phố lớn. Mỹ trắng thì thích những cái khu thôn quê. Khi mình nói chuyện với người ta hỏi tại sao nói Mỹ trắng mà nói Mỹ đen. Nhưng thật sự nó cũng giống nhau, cũng giống như người Việt mình thôi. Đúng rồi. Nhưng mà thường cái người Bắc, người Nam gì đó. Dạ. Cái người da trắng người ta thích ở mấy cái khu hẻo, sợ lắm kìa. Đi tìm tới cái nhà, chạy vô nhà người ta sợ, hai bên rừng đi đâu không sợ. Có khi người ta chạy nai nó đâm ra cái đụng. Nhưng mà người Việt mình hay lắm nha. Đụng nai cái gần xuống cái hai cái đụng. Bắt lợi. Tôi đem vô lên xe luôn á. Có nhiều người họ báo con xét mà nhiều này không báo đem luôn. Không, tại đụng nó chết rồi đó. Lắc hai cái đùi bỏ lên xe. Tại khi con nai nó chết là cái nội tạng của nó thối rửa liền. Anh thấy bông trồng đẹp không? Đẹp. Đó, bông Mỹ trồng đẹp mà bà con. Đó. Bà thấy cái này thùng thơ nha. Đó, Mỹ trồng. Đó, cái cục đá này sao chắc cái này cái sao cắm cái hống đen bi nè nó bị nó là nó cái gì ở sao chứ cần cẩu đi cẩu là được nhưng mà chắc là tâm linh gì á. Tâm linh thấy chưa. Ủa đây nó để gì là làm gì đây phải không? Đi từ đây băng qua đây. Vậy là cái đường nhà bên đấy cũng băng qua đó đó. Thì băng qua bên hông chỗ nhà mình. Đúng rồi. Chỗ nhà mình đi lên tí. Đi lên chút bên trái anh thấy rồi. Đi chỗ này anh thấy rồi. Là mới đường là ngon đúng không? Hay là gì? Trong khu đâu cũng vậy. Ở đâu nó cũng giống. Nhưng mà như mấy cái nhà dốc. Ở Việt Nam, ở Việt Nam mà mới. Mình chạy xe vô khó. Em chạy xe khó đúng rồi. Nha. Em mà mua nhà vậy em. Đúng rồi. Có lần ghe cũng cực nữa. Anh thấy không chạy vô thì sao được ghe. Mà Mỹ nó hết gì kỳ vậy. Để giờ ghe cái đất vô, đất vô thì đường hẹp quá. Đúng rồi. Rồi mọi người thấy không? Nhưng mà những khu những nhà này nó không có rẻ hơn đâu nha. Mắc quá. Thì nó mắc. Nhưng mà được cái sân sao nó đầu nó sân giáp với cái bìa rừng luôn. Đúng rồi. Ớn mà. Cái sân rồi rừng sợ sợ rắn nó vô. Sân nhà nó bây nhưng mà sợ rắn nó vô. Nhà của anh Hải sao cũng đẹp quá trời. Xấu, xấu, xấu. Xấu. Ra nhà anh Hải phía sau nướng thịt bò được. Thịt nướng thì ra đầy đủ hết ra. Những cái cây này là nó cao lắm á. Mình đang đi trên cái đường. Đúng rồi. Cái rừng Mỹ hết sống ở rừng đó bà con thấy không? Đi đường này mà mình sợ vậy chứ mình Việt Nam mình cũng chui sợ. Rừng mà vô rừng mấy người bị bệnh mới chui chứ mấy người không nhà cửa mới chui bệnh mới chui chứ ai mà vô. Nhưng mà Việt Nam mình giờ nhà cửa mắc quá ha. Mắc thì mắc là mấy nhiều. Đúng rồi nhà ở Sài Gòn bây giờ qua đây bán căn nhà Sài Gòn ra đây mua mấy trăm căn thì ở Sài Gòn. Sài Gòn
Sài Gòn gì đâu, mấy tỷ triệu đô, mấy triệu đô ghê. Cái chị kêu qua đây làm neo chứ, nói em chị bán cái nhà ở Sài Gòn á 61 tỷ. Em kêu trời, 61 tỷ là ở trong hốc á, không trời, 61 tỷ mà qua Mỹ anh chị. Chị nói tài qua cho con đi học. Đúng rồi. Em nói vậy qua khỏi đi làm, chị nói ở nhà khùng cho nên phải đi làm, xách giỏ đi làm neo. Trời, làm nó cho vui hiểu không? Giống như anh Hải vậy nhiều. Qua đây cũng đi làm nè, cũng lao nhà, cũng làm nhà chùi nhà, phải chịu làm mới có ăn. Qua đây làm phải chịu làm. Nhưng mà đúng rồi, mình sống phải nhiều gian. Đâu đúng rồi. Đâu lăn xả đúng rồi. Đâu đâu mà anh không có nghĩ gì hết á. Nó nhường, biết mà hãy chạy được nhường. Còn hay nhà đồi núi đã đi đi bộ lên dốc cũng mệt. Cái sàn đó anh muốn anh bán nhà có 400 mà ông khùng, 403 ông đi theo tiếng gọi cho em chào ông. Ông thấy em gái của em mà không phải mà không. Bây giờ em mới chọc anh đó. Chưa theo quay đi chú. Hát đây đây đây. Nhanh gì đâu đây phải không? Chưa, anh chưa tới. Anh biết nhà giờ đi nghe anh biết liền à. Để anh chỉ. Anh biết dấu rồi. Hỏi anh đi tìm cái khu không làm ăn được rồi lái xe 1.5 tiếng đi. Thiệt, cần lên lấy nó mua nhà làm gì vậy? Không biết mua nhà làm gì chi vậy? Nhà ở đây đi làm chạy có 50 phút tới đây. Bán dời đi. Để mang tiếng đại gia xuống ở biển. Dời đi đã thì đâu có công an chuyện làm. Bây giờ lái xe 1.5 tiếng đi làm. Chiều lái xe 1.5 tiếng đi. Hết ở biển hả? Xa lắm. Anh mua nhà đó nhiêu? Hồi xưa anh mua. Bây giờ mua ở biển thì anh mua hay anh mướn? Mua có 300 mấy. Nó không phải biển, nó cách biển đâu xa. Sao như nhà đâu bên đây nè, anh biết rồi. Nhà này. Nhà chữ xanh nè, nhà xanh nè. Nhà này của Việt Nam nè. Nhà chữ xanh rồi, đúng. Rồi, nhà này. Vô cái bảng là biết rồi kìa. Anh biết tại sao mình biết lái xe nữa không? Tại vì cái cửa nó dán dán lên. Là để cho người ta tới, người ta mở cửa ra. Ta tự rồi hả? Tụi nêu cơ nó mở. À. Bên đây làm cái gì mình cũng phải qua cái người. Mưu giới phải không? Dạ. Yeah. Em nghe nói Việt Nam sau này cũng vậy đúng không? Việt Nam phải có bộ giới, phải có đông thế nè. Nhưng mình quẹo qua trái phải không? Dạ, quẹo qua trái thì quẹo qua. Hồ bơi quẹo qua Matrix là đường đi về nhà. Đến đây là khỏe rồi, hết đi lên đều dốc rồi. Còn nếu đi thẳng thì qua nhà em ở luôn. Rồi, phải ra, phải qua. Đi hỏi ý kiến đi chưa, để chú anh hỏi ý kiến bà con cho hiệp sĩ Nguyễn Hải qua Mỹ ở luôn nghe. Qua Mỹ thấy làm vui, đi làm vui mà làm gì hay trễ là hay vui. Bên đây ai cũng vậy, phải chịu cuộc sống mới bà con. Qua Mỹ là phải cuộc sống mới. Rồi. Cảm ơn em. Bởi vì qua đây anh Hải kêu em làm gì cho anh Hải em. Rồi. Tại vì thấy em Hải tốt. Gì? Mấy người qua Campuchia. Vậy mà trên mạng mấy nít ảo đó nó bình luận bậy bạ. Phải nít mà không ảo thì nói gì? Nít gì mà không có thấy hình ảnh hết nè. Ca sĩ cũng bị người ta chửi mà cũng có người thương người ghét nhưng mà mình làm đúng hết lương tâm mình đúng rồi chứ
chứ đâu đâu vừa lòng sống rồi lòng hết rồi mọi người phải không? Em hưởng mọi em thương anh cái thấy người ta để bị lừa bán á, tại người ta ngu người ta mới bị lừa chứ người ta khôn sao mà bị lừa. Rồi cái mình cứu người ta bị đánh đập rồi hết rồi. Thì mình qua đây anh Hải kêu chở đi đâu là chở đi liền thôi. Muốn làm gì cho anh Hải cũng làm liền. Rồi rồi anh ghi nhận. Điều này chắc là anh công nghệ thông tin anh Hải muốn thì gia đình em làm. Rồi. Nhà em học bên IT. Nhưng mà em có gia đình chưa? Chưa vâng rồi. Anh Kinh nói thương em đi. Rồi anh Kinh nói thương. Bây giờ mọi người bây giờ có em gái này qua Mỹ gặp em gái này là bữa mà đi vô hồ bơi gặp bây giờ em gái này ngày nào cũng hâm mộ, ngày nào cũng rủ đi thể dục. Cũng ở gần đây cũng cách thì 10 căn là đủ đi thể dục rồi đủ đi ăn nhà hàng Nhật này kia, nhà hàng Trung Quốc ra để ăn cái cho buffet đủ thứ. Nên bây giờ không biết có phải lòng người phụ nữ này bà con cho ý kiến nha, thì là chưa gia đình mà bây giờ kia kêu kết nối thương giùm mà giờ thì Hải nói là Hải cũng vợ mà mắc rồi giờ coi coi sẽ thấy mọi người thấy xứng với mọi người ấy giùm nha, để kỳ này tôi đưa hình sau này mà tôi mới đưa hình ra chứ tại chưa mấy cái mình hy vọng mình muốn mình thất vọng nữa, hy vọng muốn thất vọng nữa. Mọi người ha, giờ mình hy vọng muốn thất vọng nên mình nên mọi người hãy cho Hải một cái cho một cái hy vọng nha, cho mọi người hãy chạy dùng nha cho hãy hy vọng rồi hẹn gặp lại mọi người nha. Bây giờ đi hy vọng gần đến nhà rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn.